Ok, xin chào anh em. Lâu quá mới quay trở lại quay video. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với một cái video về React TypeScript. Nó sẽ là một cái chức năng rất là phổ biến trong những cái web bán hàng online hoặc là những cái hệ thống e-commerce. Đó là cái chức năng shopping cart. Đơn giản như thế này thì nó có trang home, thì cái này chỉ show test ra thôi. Và cái trang product để show ra những cái sản phẩm để user có thể chọn add to cart. Và cái trang thứ ba là contact thì show test đơn giản như thế này. Chủ yếu là tập trung vào cái trang product và cái shopping cart. Thì cái này sẽ được xây dựng dựa trên React và TypeScript. Thì TypeScript là một cái ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft. Thì nó là một cái ngôn ngữ mở rộng của JavaScript. Thì anh em nên tìm hiểu sâu về cái phần TypeScript. Bởi vì hiện tại thì nhiều cái công ty trong cái job description thì đều có yêu cầu cái phần TypeScript bên cạnh cái việc là master JavaScript. Ok, mình sẽ đi qua demo cơ bản về cái chức năng của cái shopping cart. Thì ở đây nó sẽ list ra những cái sản phẩm ở trang product. Thì nó có một cái button là add to cart. Thì khi user click add to cart thì nó sẽ cập nhật cái số ở trên này. Có một cái icon giỏ hàng. Thì khi user click add to cart thì nó sẽ tăng cái quantity trong giỏ hàng real time. Khi user click vào cái icon cart ở bên phải thì nó sẽ show ra những cái item trong cái cart hiện tại. Trong cái cart thì nó sẽ show cái giá và cái số lượng. Ở đây thì user có thể tăng hoặc giảm. Thì khi tăng giảm cái số lượng món hàng thì ở đây cái giá và cái total nó sẽ cập nhật theo. Đây thì cũng có thể delete xóa một cái item ra khỏi cái cart. Rồi, sau khi chọn được những cái món hàng thì có thể check out. Thì mình cũng làm thêm một cái trang check out, mô phỏng một bước check out đơn giản trong cái phần check out của các cái web bán hàng online. Thì ở cái trang này thì nó sẽ show ra thông tin cơ bản của những cái món hàng. À, cái giá và cái total thì đây user cũng có thể chỉnh sửa lại cái giỏ hàng. Thì đây có nút tăng nút giảm. Thì giảm bằng không thì nó sẽ mất luôn, tương ứng với cái nút xóa. Đây nó sẽ báo vẫn là 10 cái item. Thì mình đây mình tăng hoặc giảm thì cái số ở trên cái icon card nó cũng sẽ thay đổi theo. Rồi, thì khi mà user muốn quay lại shopping cart thì tiếp tục nó sẽ trở về cái trang product và user add thêm như này. Thì nó sẽ show ra những món hàng. Tiếp tục check out thì nó sẽ qua đây. Rồi, khi user place order thì mình sẽ xóa cái cart này đi. Hiện tại thì mình chỉ xử lý tập trung ở phía bên front end thôi, nó không liên quan gì tới back end hết. Nên là khi place order theo đúng cái flow thì mình sẽ đẩy những cái item cart này lên trên server để nó place order lưu vào database và sau đó nó sẽ trở về cái trang product để user tiếp tục shopping. Thì khi user place order xong thì nó sẽ clear cái cart này đi. Ok, thì đó là cái demo của cái video này. Thì đối với cái series xây dựng blog sử dụng Full Stack CS, Next.js và React CS thì cơ bản nó đã xong những cái phần quản lý bên trong admin backend. Sau cái video này thì mình sẽ làm tiếp một cái video để làm về cái phần tạo cái blog. Mình sẽ sử dụng cái này để xây dựng cái front end. Còn cái phần backend mình sẽ dừng lại ở đây. Thì anh em nào có cái thắc mắc, có yêu cầu muốn làm thêm về cái phần Next.js bên phần server thì comment trong cái video. Mình sẽ làm tiếp về cái phần Next.js này sau. Ok, thì đó là sơ lược về cái lộ trình trong những video sắp tới mà mình sẽ tiếp tục làm. Anh em nhớ đăng ký kênh và like video để theo dõi những cái video tiếp theo. Ok, cảm ơn anh em. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào cái phần xây dựng cái code cho cái demo shopping cart. À, về cái phần HTML, CSS thì cái phần giao diện mình xây dựng chủ yếu dựa trên Bootstrap. Mình đã tạo trước một cái giao diện demo như thế này. Nên là phần này mình sẽ không đi sâu vào cái phần xây dựng giao diện như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi tạo một cái project. Mình sẽ mở terminal lên. Mình sẽ sử dụng cái command để tạo cái project React sử dụng TypeScript. Thì nó sẽ là npx create react app. Tiếp theo là cái tên của cái project mình sẽ để là shopping cart. Rồi. Và tiếp theo sẽ là cái template. Thì mình sẽ để là TypeScript. Khi mình thêm một cái param là template bằng TypeScript thì nó sẽ apply cái TypeScript vào trong React. Ok, nó đã khởi tạo xong cái dự án React bằng TypeScript. Thì tiếp theo là mình sẽ cd, mình sẽ vào trong cái folder là shopping cart và tiếp theo là mình sẽ chạy npm start. Ở đây mình sẽ gõ là yes.
Đó, thì nó đã chạy lên cái web default của React. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi xây dựng từng bước cho cái phần shopping cart. Thì trước tiên là mình sẽ mở cái source code này lên. Shopping cart. Gọi bằng Visual Studio Code. Rồi, thì khi mà viết bằng TypeScript thì cái đuôi file nó sẽ là TypeScript. Còn khi mình viết bằng JavaScript thì nó sẽ là cái đuôi nó là JS. Okay. Thì cái bước đầu tiên là mình sẽ cài đặt thêm một vài cái package cần trong cái project demo này. Mình sẽ cài thêm npm install, thứ nhất là cái React Router DOM. Và cái thứ hai là ASIOS. Rồi, cái phần tiếp theo là mình sẽ bắt đầu xây dựng cái UI. Thì ở đây mình cũng sẽ copy những cái link CSS và JS của cái bootstrap vào trong cái phần index.html. Đây. Đây là cái CSS của bootstrap, còn đây là cái CSS của cái font awesome. Rồi. Tiếp theo là cái JS của bootstrap. Ok. Rồi, cái bước tiếp theo là mình sẽ đi xây dựng cái folder structure cho cái project. Thì mình sẽ tạo một vài cái folder cần trong cái dự án. Thứ nhất là cái component để lưu những cái component. Thứ hai là cái page, cái folder page. Cái thứ ba là cái folder content. Thì trong cái dự án này thì mình sẽ sử dụng context API để lưu cái phần card item. Thì anh em cũng có thể sử dụng những cái phần quản lý state khác như là Redux. Thì đó là một vài cái tùy chọn để mình quản lý cái state. Thì thay vì mình sẽ phải truyền cái prop qua nhiều cái component thì mình sẽ sử dụng cái context API để quản lý một cái state chung cho tất cả các cái component. Thì tất cả các component đều có thể truy xuất vào cái state đó và lấy được. Ok. Và cái tiếp theo thì mình sẽ tạo thêm một cái folder là helper để lưu những cái function JS command. Rồi, thì bây giờ mình sẽ copy từng cái component qua. Ở đây mình sẽ tạo thứ nhất là cái page home. Thì mình sẽ tạo một cái component home.jsx. Thì mình sẽ sử dụng cái sort command để tạo một cái row function component. RAFCE. Nó sẽ tạo nhanh một cái component cho mình. Hiện tại mình sẽ để cái thẻ H1 một cái test thôi. Ok, để biết là nó vào trang home. Và cái thứ hai sẽ là cái trang contact.tsx. RAFCE. Rồi, ok, cái này cũng sẽ là H1. Rồi, cái bước tiếp theo thì mình sẽ tạo một cái header cho nó. Thì cái phần header sử dụng chung nên là mình sẽ tạo trong cái thứ một component header.tsx RAFCE. Rồi, thì đây là cái phần HTML cho cái phần navbar. Mình sẽ delete những cái comment từ cái HTML đi. Rồi, và chuyển cái class thành class name. Đây là một vài cái hình ảnh. Bây giờ mình sẽ đi xây dựng cái phần static UI trước. Thì sau đó mình sẽ đổ cái dữ liệu động khi mà apply cái phần context API vào. Ok, đó là xong cái phần static HTML CSS cho cái header. Tiếp theo thì mình sẽ tạo tiếp cái page product. Nên mình sẽ tạo một cái component là product.tsx RAFCE. Rồi, tương tự thì mình cũng sẽ copy cái HTML cho cái trang product. Đây sẽ là cái HTML cho cái phần product. Tương tự thì mình cũng sẽ chuyển cái class thành class name.
và các cái hình ảnh này thì mình sẽ sửa lại, nó cần cái tác đóng trong React thì nó cần cái tác đóng xóa cái comment trong HTML đi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tạo thêm một cái page là checkout, checkout.gedit. Đây thì mình cũng sẽ tạo cái component, row function component RAFCH. Hiện tại tạm thời mình để default như thế này đi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi tạo cái router cho nó. Tạo router thì mình sẽ đi vào cái phần index.tsx, import cái phần browser router cho nó. Đây, import browser router từ React Router DOM. Rồi, mình sẽ bao lại cái phần app này bằng cái browser router. Bỏ cái app vào trong. Rồi, cái bước tiếp theo thì mình sẽ vào cái app.tsx và xóa cái default này đi. Bây giờ mình sẽ xây dựng lại cái layout và cái role cho cái app. Ở đây thì mình sẽ import cái router từ React Router DOM. Nhất là cái rule, và cái thứ hai là rule không có s từ cái React Router DOM. Rồi ở đây mình sẽ thêm một cái thẻ để import cái header vào đây từ cái component header. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có một cái div bao ngoài cho những cái page. Thì theo cái cấu trúc HTML, trong đây mình sẽ làm tiếp cái phần định nghĩa những cái rule cho cái ứng dụng. Cái rule số nhiều nó sẽ nằm bên ngoài, tiếp theo là cái rule số ít. Thì trong từng cái rule số ít thì mình sẽ định nghĩa cái path. Ở đây mình set là trang home và nó sẽ render cái element là home. Đây nó có dấu bằng, thiếu dấu bằng. Rồi, tiếp theo sẽ là cái page product. Path là product, set product. Và cái element của nó sẽ là component product. Rồi, tương tự sẽ là cái page contact, set contact, element, contact. Rồi, cùng sẽ là cái page check out. Rồi, bây giờ mình sẽ coi thử trên browser. Đó, thì nó đã ra được những cái giao diện như này. Thì bây giờ mình sẽ add thêm một ít CSS cho nó giống với cái demo. Thì đây nó sẽ có trang home. À, hiện tại nó là cái menu nó đang là HTML thì mình sẽ chuyển nó qua bên cái link của React. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong cái header trước ha. Rồi, thì đối với những cái link thì mình sẽ sử dụng cái link từ React Router DOM. Đây mình sẽ import nó trước. Import cái link từ React Router DOM. Rồi, link thì nó sẽ là to set. Rồi, mình sẽ bỏ cái home vào đây. Tiếp theo là cái class. Rồi, tương tự cho những cái menu product và contact. Xóa cái thẻ A đi. Rồi, đây cũng sẽ có một cái thẻ A để về trang home. Thì mình cũng sẽ thay bằng cái link. Rồi, cái class name của nó sẽ là nắp ba brand. Rồi, để cái chuỗi NXP demo vào. Xóa cái cũ đi. À, cái này sẽ là set product, cái này là set contact. Vào trong cái index CSS, ở đây thì mình thêm một cái section là custom
CSS. Rồi, cái bước tiếp theo thì mình sẽ copy những cái hình ảnh vào trong cái folder public. Rồi, mình sẽ sửa lại cái đường dẫn ảnh một xíu thì nó đây nó sẽ là set image và set product tương tự cho những cái khác. Product 3, product 4. Ok, thì nó đã ra được show ra được những cái hình ảnh thì cái giao diện nó cũng tương đối giống rồi. Tiếp theo thì cái phần card item mình sẽ chia ra mỗi cái item này sẽ là một cái component con. Thì ở đây mình sẽ vào code và tạo thêm một cái component là card item. Đây mình sẽ tạo thêm một cái component là card item.txt. Rồi R A F C E. Thì trong cái header này nó có bao gồm cái phần card item nè. Thì mỗi cái item nó sẽ là một cái TR như thế này, bao gồm một cái phần như thế này. Thì mình sẽ copy mình bỏ qua cái phần card item. Rồi, ở đây nó cũng sẽ là set image và set product. Rồi, trong đây mình sẽ import lại cái phần card item ở đây. Xóa đi cái phần HTML tĩnh. Ở đây mình sẽ thêm cái card item vào. Đó, hiện tại thì mình sẽ để demo một cái card thôi, xíu nữa mình sẽ loạt động ra. Ok, thì nó đã ra được cái phần này. Rồi, cái phần button cộng và trừ này có vẻ sát nhau, thêm một cái class trong bootstrap cho nó. Thì bây giờ mình sẽ thêm một cái class là ME1, tức là ME tức là margin and, tức là cắt ở phía sau ra. Đây, nó đã cắt ra một xíu rồi. Thì đối với phần full stack developer thì anh em nên tìm hiểu thêm về cái bootstrap nữa. Thì cái bootstrap nó giúp xây dựng cái giao diện rất là nhanh. Thì nó đã xây dựng sẵn những cái class rồi, bây giờ mình chỉ sử dụng lại những cái class đó thì nó sẽ ra những cái style tương ứng. Thì đối với full stack developer thì nó sẽ đòi hỏi khá nhiều cái skill, một ít về HTML, CSS nữa. Rồi, thì cơ bản thì cái phần giao diện đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ đi tiếp cái bước tiếp theo. Thì đối với cái phần lead product thì mình hiện tại mình đang set cứng là cái HTML tĩnh thôi. Như này. Thì bây giờ mình sẽ giả lập một cái API, nó sẽ trả về một cái danh sách các product để mình giả lập cái phần gọi API từ server. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái folder là data. Thì trong đây mình sẽ tạo một cái file để lưu những cái product. Product.json. Một cái file JSON để lưu những cái danh sách các product ha. Rồi, trong cái này thì mình sẽ có một cái chuỗi JSON như thế này, thì lưu xong thông tin những cái product, bốn cái product ở ngoài click á, thì bao gồm ID, name, price và cái hình ảnh của nó. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng một cái comment để mình tạo một cái API get cái lead product từ cái chuỗi JSON này. Mình sẽ mở thêm cái terminal. Đây mình sẽ sử dụng cái npx. Comment là npx json server. Và tiếp theo là cái trừ w, trừ w nghĩa là cái trừ quad. Thì nó sẽ lấy từ cái file src là cái đường dẫn file set data và set product.json. Tiếp theo là cái port. Mình sẽ định nghĩa thêm cái port cho cái API. Rồi tương nó giống như một cái server á. Đây đây mình để là 3303 đi. Hiện tại cái phần React nó đang chạy ở cái bọc 3302 thì mình đây mình định nghĩa 3303 ấn Enter thì nó sẽ tạo cho mình một cái API giả lập ở cái URL là localhost bọc 3003 và cái set product mình sẽ test thử cái API này trên browser. Đây khi vào cái đường dẫn API này thì nó sẽ trả về cái danh sách product hả. Thì đây là mình sẽ xài giả lập một cái API lead product. Rồi, bây giờ mình sẽ vào code và tiếp tục load cái danh sách product động này ra từ cái API mới vừa giả lập. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong cái product.css. Thì ở đây mình sẽ phải import thêm cái axios. Thì cũng giống như những cái series trước đó, mình sử dụng axios để gọi API. Rồi, thì cái lần đầu load ra mình sẽ sử dụng thêm cái hook là usfetch to React để gọi API. Rồi, ở đây mình sẽ định nghĩa một cái state là cái product list này. Constant product là set product.
bằng you stay. Đây mình cần phải import thêm cái you stay từ React nữa. Ok, đây sẽ là you stay. Và mặc định của nó sẽ là cái mảng rộng. Rồi tiếp theo sẽ là get cái list product trong cái hook us fetch. Trong đây mình sẽ console ra một cái là console.log để biết là get product data from API nè. Rồi đây mình sẽ constant fetch product là một cái async function. Rồi, trong đây mình sẽ sử dụng try catch. Respond to API thì mình sẽ away một cái axios chấm get. Rồi tiếp theo thì mình sẽ bỏ cái URL của cái API vào cái URL này. Rồi tiếp theo là khi gọi API xong thì mình sẽ thử console cái data ra. Respond nha. Rồi thì ở đây tiếp theo này mình sẽ set cái state product là bằng cái respond chấm data. Rồi đối với trường hợp lỗi thì mình sẽ console cái log ra thôi. Mình sẽ thử trên browser xem nó lấy được cái danh sách product trong console chưa. Rồi mình chưa gọi cái function này lên, sẽ gọi cái fetch product này ra. Refresh lại. Ok, thì nó đang gọi hai lần thì do cái phần mode trên developer này, nó đang cái phần môi trường developer này nó gọi hai lần là do cái phần này trong cái trong cái index.css react.streetmode thì nó sẽ gọi hai lần trong môi trường developer. Ok, thì nó đã gọi lên được cái API giả lập và lấy được cái product, thì mình sẽ lấy cái list product này và mình xếp vào trong cái state. Rồi giờ mình sẽ đổ cái product này ra. Đây mình sẽ sử dụng cái function là chấm map product chấm map. Ở đây nó sẽ là item. Rồi thì đối với từng cái item product thì mình sẽ render ra một cái như thế này. Bây giờ mình sẽ return. Rồi bây giờ mình sẽ xóa những cái HTML chỉnh đi. Rồi đó, hiện tại nó render ra một danh sách các product, nhưng mà mình đang set cứng là product thứ nhất. Giờ mình sẽ đổ động ra theo cái dữ liệu từ trong cái file JSON. Rồi ở đây nó sẽ thêm một cái key là item.id. Rồi ở đây nó sẽ báo là ID do not exist on time never. Thì ở đây đối với TypeScript thì mình sẽ phải định nghĩa cái dữ liệu product này là gì. Thì đối với TypeScript thì nó sẽ bắt lỗi cái phần này. Rồi đối với cái phần quản lý state thì mình phải định nghĩa cái, khi mà khai báo một cái state này thì mình phải định nghĩa cái dữ liệu trong cái product này là gì. Thì mình sẽ sử dụng cái từ khóa là type product item, tức là những cái item trong cái array product là gì thì nó sẽ có ID là number num. Rồi tiếp theo là cái name, thì những cái field này nó sẽ tương ứng với những cái field trong cái chuỗi JSON của product. Price number. Rồi cái tiếp theo sẽ là thumbnail, cũng là string. Ok, thì ở đây mình sẽ khai báo cái product này nó sẽ có dạng là product item, một mảng các product item. Rồi đó, bây giờ nó đã hết báo cái lỗi phía dưới. Tiếp theo thì mình sẽ đổ cái hình ảnh ra nè. Ở đây nó sẽ là item.thumbnail. Cái atl nó sẽ là item.
chấm nem. Rồi tương tự cái nem và cái price. Rồi cái bức tông add to cart sẽ thêm một cái icon cart nằm phía trước, và tiếp theo mình sẽ đổi cái bức tông này primary là nó màu xanh dương, mình sẽ đổi nó thành màu xanh lá cây, bức tông success. Ok, thì nó đã load được những cái product động từ cái file JSON. Cái bước tiếp theo thì mình sẽ đi quản lý cái state bằng cái React Contest. Rồi bây giờ mình sẽ mở source code lên, và trong cái folder contest thì mình sẽ tạo một cái shopping contest .ts. Rồi trong đây thì mình sẽ import cái create contest từ cái React. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tạo một cái shopping contest. Và mình sẽ sử dụng cái hàm create contest. Tạm thời mình chuyên mặc định nó là một cái object rỗng. Rồi và mình sẽ export default cái shopping contest này. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái contact provider, export một cái shopping contact provider. Và trong đây nó sẽ nhập vào một cái prop là children. Thì đối với React trong TypeScript thì mình cũng sẽ phải định nghĩa cái type cho cái prop. Ở đây thì mình sẽ khai báo thêm một cái type shopping contact provider prop. Thì trong đây nó có một cái là children. Cái này nó sẽ là một cái React node. Cái này nó sẽ được import từ React. Rồi, mình sẽ định nghĩa nó vào đây. Cái children này nó sẽ là một cái shopping contact provider prop. Rồi, trong cái shopping contact provider này thì mình sẽ return về cái shopping contact.provider. Và mình sẽ đặt cái children nó vào đây. Ở đây thì nó sẽ có cái value, cái property là value. Thì tạm thời mình sẽ để là một cái object rỗng đi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ export thêm một cái hàm là useShoppingContext. Thì cái này nó là một cái arrow function sử dụng lại cái useContext. Và mình sẽ chuyển cái shopping contact vào. Cái view contact này cũng sẽ được import từ React. Rồi, cái bước tiếp theo thì mình sẽ phải định nghĩa một cái interface cho cái create contact. Interface shopping contact type. Thì trong cái shopping contact type này mình sẽ định nghĩa những cái biến và những cái function để thao tác với cái state. Đây mình sẽ có cart quantity. Nó sẽ là kiểu là number. Rồi cái tiếp theo sẽ là total price. Nó cũng sẽ là number. Rồi tiếp theo thì mình sẽ định nghĩa cái cart item. Đối với cái phần này thì mình cũng sẽ định nghĩa thêm một cái type là cart item. Rồi trong đây nó sẽ có ID là number. Tiếp theo sẽ là name là string. Tiếp theo nó sẽ là price. Tiếp theo sẽ là quantity. Tiếp theo sẽ là thumbnail. Rồi, cart item thì nó sẽ là một cái mảng các cart item. Rồi, cái bước tiếp theo là mình sẽ định nghĩa tới những cái function
Thì ở đây mình sẽ có increase cái quantity. Thì cái function này sẽ nhận vào một cái ID. Mình cũng sẽ phải định nghĩa cái ID này là thuộc kiểu number. Và đây là cái function không có return về bất kỳ giá trị nào, nên là mình sẽ để nó là void, tức là nó chỉ thực thi một cái số code thay đổi cái quantity thôi. Tiếp theo là sẽ có decrease quantity. Tương tự nó cũng sẽ nhận vào một cái ID kiểu number và nó sẽ trả về void. Tức là những cái function này là cho cái phần tăng giảm, cho nút cộng và nút trừ cái quantity. Và tiếp theo sẽ là cái function dùng cho cái nút add to cart và cái nút remove một cái cart item. Đây sẽ là cái function add cart item. Thì cái này nó sẽ nhận vào một cái item và cái kiểu của nó sẽ là product item. Nó function này cũng sẽ là void, nó chỉ add thêm một cái item vào trong cái cart thôi. Thì đây mình cũng sẽ phải định nghĩa cái product item này thì nó bao gồm những cái field nào. Thì cái phần TypeScript nó sẽ khác với JavaScript như vậy. Khi mà định nghĩa một cái function, một cái đối số cho function, thì mình cũng phải định nghĩa cái rõ ràng cái type của nó là gì. Type product item. Đây nó sẽ có ID là number. Rồi tiếp theo là name là string. Tiếp theo là price giá là number. À, cái cuối cùng là thumbnail string. Rồi. Và cái function cuối cùng sẽ là clear card item. Khi mà mình nhấn play order mình sẽ clear cái card đi. Rồi bây giờ mình sẽ để cái type của cái create content vào đây, nó sẽ là shopping content type. Và cái object nó sẽ là add shopping content type. Rồi, cái tiếp theo thì cái phần value dưới đây nó sẽ báo lỗi. Hiện tại mình đang truyền vào một cái object rỗng. Nhưng mà cái shopping content type nó sẽ bao gồm những cái giá trị và những cái function mà mình đã định nghĩa ở trên đây. Nên bây giờ nó sẽ báo lỗi. Thì bây giờ mình sẽ truyền vào từng cái giá trị một. Rồi, cái bước đầu tiên thì mình sẽ khai báo một cái state để quản lý cái card item. Sẽ là card item set card item sẽ bằng useState. Và cái kiểu của cái state card item này nó sẽ là một mảng các cái card item. Và mặc định của nó sẽ là cái mảng rộng. Tức là trong cái card item này thì mỗi cái card item nó sẽ bao gồm những cái field này: ID, name, price, quantity và thumbnail. Mình sẽ chuyển cái card item vào đây. Cái bước tiếp theo thì mình sẽ phải đi định nghĩa card quantity. Thì cái card quantity này là cái số mà hiển thị ra đây. Số hiển thị bên cạnh cái icon giỏ hàng là bao nhiêu cái item. Còn phần card quantity, tức là mình sẽ duyệt qua tất cả những cái item trong cái card item và sử dụng cái hàm reduce để tính tổng các cái quantity. Này nó sẽ để có là quantity và thứ hai sẽ là item. Sẽ bằng cái quantity cộng cho từng cái item, cái quantity của từng cái item. Và cái giá trị khởi tạo đầu tiên nó sẽ là 0. Rồi, mình cũng sẽ truyền cái card quantity này vào. Tiếp theo sẽ tính tới cái total price. Total price sẽ hiển thị ở đây. Rồi. Total. Nó sẽ bằng cái card item. Và mình cũng sẽ sử dụng cái hàm reduce. Nhưng mà lần này mình sẽ nhân thêm cái price vào. Total. Ở đây sẽ là item. Và nó sẽ bằng cái total cộng cho cái item.quantity và nhân cho cái item.price. Và giá trị khởi tạo đầu tiên của nó cũng sẽ là 0. Rồi tiếp tục truyền vào cái object value total price. Rồi tiếp theo thì mình sẽ viết tiếp cái function increase quantity.
constant increase quantity sẽ là một cái arrow function, và đối số của nó sẽ là id kiểu number. Rồi mình sẽ thử console.log ra trong cái function này, mình sẽ copy vào và mình sẽ truyền vào cái id để check log. Rồi mình sẽ viết cái phần code handle cho cái function increase quantity. Thì cái logic của nó thì mình sẽ dựa vào cái id này để mình lấy ra được cái current card item, và sau đó mình sẽ tăng cái quantity của cái item đó lên thêm 1. Okay. Đầu tiên là mình sẽ tìm cái current cái card item là cái card item.file, sử dụng cái hàm file, và cái đối số của nó sẽ là item. Mình sẽ so sánh cái item.id có bằng với cái id khi mà truyền vào cái function hay không. Rồi tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra nếu mà có cái current card item thì mình sẽ modify cái state, cái mảng card item. Đây mình sẽ khai báo một cái mảng mới là new item sẽ bằng cái card item.map. Thì tương ứng mỗi với mỗi cái item này thì mình sẽ kiểm tra nếu mà cái item.id nó bằng với cái id thì mình sẽ tăng lên 1. Return. Và cái quantity nó sẽ là quantity cộng 1. Item.quantity cộng 1. Còn ngoài ra, tức là những cái item khác thì nó sẽ vẫn giữ nguyên. Return item. Ok. Và cuối cùng thì mình sẽ set lại cái card item bằng với cái new item. Rồi, thì đó là xong cái function increase quantity. Mình cũng sẽ truyền nó vào đây. Tiếp theo là đến cái function decrease. Thì đối với cái function decrease, mình cũng sẽ làm tương tự như cái function increase. Rồi, nhưng mà ở đây mình sẽ trừ 1 đi, chứ không phải là cộng 1. Và mình phải thêm một cái trường hợp nữa là nếu mà cái quantity này mình trừ mà khi mà nó nhỏ hơn 1, nó bằng 0, thì mình phải remove cái card item này ra khỏi cái card. Ở đây mình thiếu một cái function là remove card item. Thì nó cũng sẽ nhận vào một cái ID dạng number. Ở đây mình sẽ handle thêm một cái trường hợp là nếu mà cái current card item mà chấm quantity nó bằng 1 thì mình sẽ gọi cái function remove card item. Và truyền vào cái ID. Tạm thời thì cái này nó chưa có function này, nên tiếp theo thì mình sẽ định nghĩa cái function này. Constant remove card item cũng là một cái arrow function truyền vào id number. Rồi tạm thời thì mình sẽ lock ra cái giá trị này như này trước, remove card item. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tới cái function là add card item. Thì cái này nó sẽ nhận vào một cái item là product. Cái kiểu của nó là product item. Rồi, mình sẽ cũng sẽ console.log ra để cho cái phần debug product. Rồi, cái logic của cái phần add card item này là mình sẽ kiểm tra xem cái product này nó đã nằm trong cái list card item chưa. Nếu mà nó chưa nằm thì mình sẽ add thêm nó vào trong cái giỏ hàng, còn nếu mà nó đã nằm rồi, nằm trong đó rồi thì mình sẽ tăng cái item đó lên 1. Thì mình kiểm tra nếu mà nó có cái product trước đi, và mình sẽ đi tìm cái current card item, nó sẽ bằng cái card item.file, tương tự như những cái phần phía dưới á, sẽ đi tìm cái item.id
nó có bằng cái product.id hay không, tức là cái product mình truyền vào để mình add vào cái cạc thì nó đã nằm trong cái giỏ hàng hay chưa. Rồi cái trường hợp thứ nhất là nó đã nằm trong cái giỏ hàng current card item có nè, thì đối với cái trường hợp mà cái current card item này nó có thì mình sẽ tăng cái quantity của cái item nó lên 1. Này sẽ là product.id. Rồi, cái trường hợp ngoài ra cái trường hợp nếu cái item này nó chưa nằm trong giỏ hàng thì mình sẽ add nguyên cái item này với cái quantity là 1 vào new item sẽ bằng cái product và thêm cái view quantity vào, quantity là 1 và tiếp theo sẽ là set card item. Cái này nó sẽ là một cái mảng bao gồm cái card, những cái card item cũ và cộng thêm cái new item. Rồi mình cũng sẽ truyền cái card item này vào trong cái mã cái object value tương tự cho cái phần decrease quantity. Remove card item chuyển sẵn vào luôn. Và mình cũng sẽ định nghĩa thêm một cái function là clear card. Rồi, mình truyền vào luôn một lần. Cái clear card này nó báo là không có cái đối số gì hết. Đây, cái function clear card mình định nghĩa nó là không có cái tham số truyền vào. Xóa cái ID này đi. Rồi ok, thì cái mảng value nó sẽ bao gồm những cái này, bao gồm những cái function và những cái giá trị. Rồi bây giờ mình sẽ đi handle cái code cho cái phần remove card item. Thì ở đây mình cũng sẽ tìm cái current index của cái item card mà mình muốn remove. Current card item index sẽ sử dụng cái hàm find index item item.id bằng break id. Rồi mình sẽ khai báo một cái new item, một cái mảng new item mới, sẽ copy nó từ cái mảng card item và mình sẽ sử dụng cái hàm slide supply để mình remove cái phần tử hiện tại current card item index và một. Ở đây mình sử dụng khá nhiều những cái function để thao tác cho cái mảng. Thì mình đã có một cái video làm về tổng hợp những cái function thông dụng khi mà thao tác với mảng. Thì anh em có thể coi lại cái video đó. Rồi cuối cùng thì mình sẽ set lại cái card item là cái new item. Thì khi mình thao tác với state thì mình sẽ phải clone nó ra một cái mảng mới. Sau đó mình thao tác trên cái mảng mới, rồi mình set lại cái state thì React nó mới biết cái state đó đã thay đổi. Còn nếu mình thao tác thẳng luôn cái mảng, sử dụng cái function slide này trên cái mảng card item luôn thì React nó sẽ không biết được là cái state đó đã thay đổi. Thì ở đây mình có sử dụng thêm một cái cú pháp của ES6 là destructuring, tác dụng của nó cũng là để copy một cái mảng ra thành một cái mảng mới. Rồi, và cái function cuối cùng sẽ là clear card. Cái function này đơn giản thì mình sẽ set cái card item lại thành cái mảng rỗng. Đơn giản vậy thôi. Ok. Thì tương đối là đã xong những cái function trong cái shopping context. Thì bây giờ để sử dụng cái shopping context này cho toàn bộ cái React app này thì mình sẽ phải ra cái phần index.txt để mình bọc nó bên ngoài. Rồi bây giờ mình sẽ import cái shopping context provider từ cái shopping context. Rồi bây giờ mình sẽ bọc nó ở ngoài cùng này luôn. Shopping context provider. Mình sẽ copy hết cái thằng này bỏ vào. Thì cái cách làm việc của cái context API tức là khi mình bao bọc nó ở một cái component cha hoặc là ở ngoài cùng, cái này tức là mình hiện tại mình bao bọc nó ở ngoài cùng cái index.txt này thì tất cả các cái component trong này nó đều sẽ truy xuất vào được cái state, truy xuất vào được những cái data, những cái function nằm trong cái shopping context. Rồi sau khi mình đã hoàn thành xong những cái function trong cái shopping context thì cái bước tiếp theo mình sẽ đi sử dụng những cái function này trong từng cái component. Và cái trước tiên thì bây giờ mình sẽ xử lý cái nút add to cart này đi.
thì cái AutoCAD nó sẽ nằm trong cái component product.css. Thì mình sẽ sử dụng cái function này add các item cho cái bục trong AutoCAD. Ở đây mình sẽ thêm một cái event là on click. Khi mà user click vào cái button AutoCAD thì mình sẽ gọi cái function add card item. Trước tiên là mình sẽ phải import cái shopping content vào, import view shopping content từ cái shopping content. Rồi mình sẽ lấy cái function card item ra, constant add card item, nó sẽ bằng cái view shopping context. Rồi bây giờ mình sẽ gọi nó ở đây add item và chuyển vào cái item. Item của nó sẽ là một cái product. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lên browser và thử nè. Mình sẽ list card item. Hiện tại thì cái số này nó đang được set cứng, thì mà list card item nó sẽ vào cái function card item đây. Ví dụ là list vào cái product thứ nhất đi, iPhone Max, thì nó sẽ ra cái product iPhone 15 Pro Max, Lenovo ThinkPad, thì nó sẽ ra được cái thông tin. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp cái phần sâu cái card item này ra, xử lý cho cái phần card trên cái phần header. Tương tự như vậy thì mình cũng sẽ import cái view shopping content. Rồi sau đó mình sẽ lấy ra những cái function, những cái giá trị mà mình cần cho cái component này. Thì trong component này mình sẽ cần những cái giá trị, thứ nhất là cái card quantity, thứ hai là cái total price, và cái thứ ba là danh sách các card item để mình hiển thị nó ra đây. Đây sẽ là cái card item, cái thứ nhất, cái thứ hai là card quantity, và cái thứ ba sẽ là total price từ cái view shopping context. Rồi ở đây với cái card quantity thì mình sẽ để nó vào đây thôi. Tiếp theo là cái total price, mình sẽ để vào đây. Rồi mình sẽ tới cái phần render ra cái danh sách các cái card. Mình sẽ xài cái function map card item chấm map. Return về cái card item. Trước tiên là mình sẽ truyền cái key là item.id. Và tiếp theo thì mình sẽ truyền tất cả những cái field hiện tại của cái item card vào. Sẽ sử dụng cái destructuring item. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái card item. Rồi ở đây mình cũng phải định nghĩa cái prop cho cái component card item. Ở đây nó sẽ có ID, name, price, quantity và cái thumbnail. Thì nó sẽ là một cái card item prop. Rồi mình phải định nghĩa thêm cái card item prop là cái gì. Type card item prop. Thì nó cũng sẽ có những cái field như thế này. Rồi thì bây giờ mình sẽ sâu ra. Thứ nhất là cái thumbnail. Tiếp theo là cái name. Quantity. Và tiếp theo là cái subtotal, nghĩa là cái giá riêng cho từng cái item theo quantity. Thì mình sẽ lấy cái quantity và mình nhân cho cái price. Rồi mình sẽ thử trên browser. Đó, nó đã load ra từng cái item. Ở đây thì nó có hai cái button là tăng giảm và xóa, thì mình sẽ tiếp tục apply cho nó. Đối với cái button tăng thì mình sẽ gọi cái function là increase quantity on click. Gọi cái function là increase. Mình cũng sẽ phải lấy nó ra từ cái shopping context. Constant. Ở đây thì mình sẽ lấy increase quantity. Và cái nút giảm sẽ là decrease quantity. Ở đây nó có cái button xóa.
tức là remove cái card item, sẽ gọi luôn cái remove card item từ cái view shopping contest. Rồi increase quantity. Và tiếp theo mình sẽ chiều vào cái ID tương tự cho cái bút tông giảm, thì sẽ gọi cái function decrease quantity và chiều vào cái ID. Rồi đối với cái bút tông remove cái card item on click thì sẽ gọi cái function remove card item và chìm vào cái ID. Rồi mình sẽ thử lại trên browser, refresh lại, rồi mình sẽ card lại, add cái Apple Watch đi, nó sẽ tăng lên một rồi đó, nó sẽ hiển thị cái item Apple Watch này trong cái card. Tiếp theo mình add cái iPhone thì nó sẽ tăng lên 2, và cái iPhone cũng sẽ có trong cái card. Mình click add to cart lần nữa thì nó sẽ tăng lên 3, tức là lúc này nó sẽ có hai cái iPhone. Rồi thử cái bút tông tăng giảm quantity. Bây giờ mình sẽ thêm một cái class cho cái drop down cart này. Khi mà mình click vào trong những cái bút tông vào trong cái cart này thì cái drop down này nó không có mất, khi mà click ra ngoài này thì bị mất. Rồi mình sẽ vào trong cái header này, ngay cái phần drop down. Rồi mình sẽ thêm một cái thuộc tính là auto close, thì outside tức là khi mà click ra khỏi cái drop down này thì nó mới tắt, tức là như này. Rồi mình sẽ add card nè, rồi mình sẽ vào cái card, thì khi mình click vào trong cái card này, click vào trong cái drop down nhầm, thì mình click vào trong cái drop down thì nó sẽ không tắt cái drop down, mà khi click ra ngoài cái drop down thì nó mới mất. Thì để cho mình có thể click được những cái action như là tăng giảm hoặc remove trong cái drop down card này, đây khi mình tăng lên thì nó có cái giá nó cũng sẽ tăng theo. Lenovo ThinkPad đang là 10 đô, tương tự cho cái phần MacBook tăng lên thì cái giá phía sau nó cũng sẽ nhân lên, giảm và xóa ra khỏi card, xóa hết rồi. Ok, thì tương đối những function nó đã work. Rồi, trong cái phần card item này mình sẽ làm thêm một cái phần hiển thị cái giá nhân cho cái quantity, nhìn cho nó rõ đây, hiển thị nó nhìn có mỗi cái quantity không, khi mà tăng lên 2 không biết cái số này là số gì. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong code và thêm cho nó nhìn nó clear hơn. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái dấu x ở đây, tức là nhân cho cái quantity, nhất là cái price nhân cho cái quantity cách ra. Cái dấu x max này là cái dấu x, dấu nhân. Rồi đây thì tức là 10 đô nhân cho 3. Mình thử add thêm một cái MacBook và cái Ultra, mình cộng lên à, khi mà cái số nó dài quá tính tổng lại thì cái số có những cái nó tính số lẻ nhiều quá thì nhìn trông nó không đẹp. Thì cái bước tiếp theo thì mình sẽ đi format cái currency này. Rồi bây giờ mình sẽ viết thêm một cái function command .ts. Rồi trong đây mình sẽ sử dụng cái thư viện là intl để mình format lại cái currency. Rồi mình sẽ viết một cái function xài chung cho nhiều cái component, nhiều chỗ constant, để là format currency. Rồi cái này thì nó sẽ truyền vào một cái amount, nghĩa là cái số tiền á, thì cái kiểu dữ liệu của nó cũng sẽ là number và nó sẽ trả về một cái string. Thì cái string này tức là khi mà truyền vào cái amount thì mình sẽ trả về cái format number và cả cái đơn vị tiền tệ luôn. Rồi mình sẽ return intl chấm number format. Rồi trong đây thì mình sẽ truyền vào, bây giờ mình sẽ format theo đô la US and US. Tiếp theo là cái style sẽ là currency, và cái currency nó sẽ là USD. Rồi
rồi chấm format và truyền qua cái amount. Rồi bây giờ mình sẽ xài nó trong cái phần card item trước nha. Rồi đối với cái price này mình sẽ format nè. Trước tiên thì mình sẽ import nó vào trước đi. Import cái format currency từ từ cái Hyper Common. Rồi cái bước tiếp theo là xài cho cái price format currency và truyền vào cái amount nè. Tương tự mình cũng sẽ format cái subtotal này luôn. Format currency. Mình sẽ bỏ cái đô la này đi. Tại vì khi nó format thì nó có sẵn cái đô la luôn rồi. Đây. 10 đô nhân 3. À, khi mà format thì nó sẽ thêm hai cái dấu không phía sau. Nếu mà số 10 chẵn thì nó sẽ thêm hai số không theo cho nó đồng bộ với những thằng này. Rồi, đây 4 thì là 40. Cái này nhân 2 lên nhân 3 nhân 4 thì cái số này để mình sẽ format luôn. Hiện tại nó ra cái số lẻ quá dài. Mình chỉ cần hai số phía sau dấu chấm thôi. Hai số lẻ sau dấu chấm. Rồi, tiếp theo mình sẽ sử dụng cái format nó ở đây luôn. Format currency. Rồi sử dụng cái function format currency cho cái total price. Rồi ok, nó đã format lại cái số cho nó ngắn gọn, nhìn nó trông nó đẹp hơn. Nên có thể delete bớt và tăng giảm thì nó cũng sẽ tăng theo nè. Rồi tương đối thì cái card nó đã work, nó chạy khá ok. Tiếp theo là mình sẽ phải làm thêm một cái phần nữa là khi mà mình refresh lại thì cái card này nó sẽ bị xóa đi nha. Hiện tại thì cái state khi mà mình refresh lại nó sẽ mất. Thì bây giờ mình sẽ phải lưu cái state card item thì vào một cái local storage để khi refresh lại thì nó sẽ không mất. Khi refresh lại thì mình sẽ lấy cái dữ liệu card item này từ trong cái local storage ra và show lại. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần code và vào trong cái shopping content để xử lý thêm cái phần lưu cho local storage. Thì ở đây khi mà khởi tạo ra cái card item nó sẽ không là cái mảng rỗng nữa mà nó sẽ lấy ra từ cái local storage. Thì trong cái default của cái state mình cũng thể có thể là truyền nó vào một cái function và sau đó mình sẽ xử lý một vài cái dữ liệu, ví dụ như là JSON card data đi, sẽ là JSON card data và mình sẽ lấy từ local storage chấm get item. Rồi mình sẽ đặt nó là shop mà shopping card đi, lộn quay ra cái key nó sẽ là shopping card. Rồi mình sẽ return về cái JSON data, mình sẽ kiểm tra nếu mà cái JSON data này có thì mình sẽ tạt nó ra JSON chấm tạt cái JSON data. Còn nếu mà nó không có thì cái state này nó sẽ là rỗng. À, nếu mà có cái data shopping cart trong cái local storage thì mình sẽ lấy nó ra và mình sẽ sử dụng cái function json.bat để convert nó qua array. Còn nếu không thì mình sẽ là array rỗng. Rồi, đó là cái phần lấy ra cho cái phần khởi tạo cái state khi mà refresh. Và bây giờ mình sẽ phải xử lý thêm một cái phần, tức là khi mà cái card item này nó thay đổi, tức là khi user click vào cái add to cart nè, hoặc là bất kỳ cái bước tông tăng giảm nào đó, hoặc là xóa một cái card item, thì mình cũng sẽ update lại cái card item này vào trong cái local storage. Ok, thì đây mình sẽ sử dụng cái hook là UFS nhầm, mình sẽ import nó trước đi. USay UFS, rồi ở đây sẽ là UFS. Rồi mình sẽ ở đây mình sẽ lưu lại cái data của cái card vào trong cái local storage, cái key là shopping card. Và tiếp theo là cái data thì mình sẽ dùng cái JSON string string define
và chuyển vào cái card item. Và tất nhiên là mình sẽ phải bỏ cái card item vào cái dependency, nghĩa là bất kỳ lúc nào cái card item này thay đổi thì mình cũng sẽ đều lưu nó vào trong cái local storage, để khi user refresh lại browser thì trên cái phần này nó sẽ lấy ra từ cái local storage và set lại nó vào đây. Rồi mình thử lại xem nó có mất không. Refresh lại cho chắc ăn nè. Add to cart, MacBook, Lenovo. Tăng. Rồi mình refresh lại. Nó sẽ vẫn giữ là 6 item. Ok, thì lúc này nó đã lấy từ trong local storage mà. Ủa cái này sao nó sao không mà nó không remove mà nó ra trừ 1 luôn nhỉ. Mình sẽ coi lại cái function remove các item. À, cái chỗ này nó phải nằm trong cái L. Ok, thử lại. Mình remove trước. Ở đây mình sẽ thử cái này. 1, 0. Thì nó sẽ remove ra. Ok. 0, một item, 0, remove ra. Ok, work. Rồi. Thì cái bước tiếp theo thì mình sẽ làm tiếp cái phần check out sau cái cả item ra cho cái page check out. Rồi, ở đây mình sẽ thêm một cái link check out cho cái phần card drop down vào trong header. Rồi, ở đây mình sẽ thêm một cái link to là nó sẽ qua cái phần cái trang check out. Rồi, mình sẽ cho cái class name nó sẽ là một cái bút tông. Mình sẽ để là check out. Đây, nó sẽ có bút tông check out. Rồi mình sẽ sửa một xíu để cho nó nằm ngang hàng với cái phần total. Cái class name của thằng span này thì bỏ cái item drop down đi. Rồi, hai thằng này đã nằm ngang. Thì khi mà check out thì nó sẽ qua trang check out. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái apply cho cái phần cái trang check out. Rồi, đối với cái trang check out thì mình cũng sẽ xây dựng nhanh cái giao diện cho nó. Có title là check out. Rồi tiếp theo nó sẽ là một cái table. Thế này. Bao gồm những cái cột như thế này để show ra từng cái item trong cái card. Nhưng mà mình sẽ show detail hơn một xíu so với cái card trong này. Rồi, phía dưới cái table thì mình cũng sẽ show ra một vài cái thông tin là cái total, một cái bút tông play order và một cái bút tông back to continue shopping. Mình sẽ import cái link từ React Rotterdam. Rồi, nó cái trang nó sẽ như thế này. Play order và continue shopping. Bây giờ mình sẽ làm cái phần là lấy cái data từ trong cái card item và show ra cái list. Tương tự như cái phần card item ạ. Thì ở đây mình cũng sẽ import những cái function từ trong cái shopping context. Trước tiên là mình sẽ import cái view shopping context. Ở đây mình sẽ lấy ra những cái function, những cái giá trị từ cái view shopping context. Thứ nhất là cái card item để hiển thị ra cái list item, hay là cái total price, increase quantity, decrease quantity, remove card item, và một cái function nữa là clear card. Để khi mà user click vào cái play order thì mình sẽ clear cái card đi luôn. Rồi, bằng này nó sẽ là bằng view shopping context. Ok. Rồi tiếp theo là mình sẽ render ra cái card item click trong table body. Rồi, mình sẽ lướt qua cái card item chấm map qua từng cái item. Rồi mình sẽ return về một cái table. Trong đây nó sẽ có những cái cột, nhất là image FRC là nó sẽ là cái phần item chấm thumbnail, và cái class name nó sẽ là Rounded. Mình sử dụng cái class trong Bootstrap ALT là nó sẽ bằng item chấm name luôn. Rồi cái cột thứ hai nó sẽ là item chấm name. Cột thứ ba nó sẽ là cái price, cũng sẽ dùng cái format currency để format cái price item chấm price. Rồi bây giờ cái cột thứ
tư nó cũng sẽ là hai cái button tăng giảm. Mình sẽ copy từ cái item này qua luôn. Và cái cột tiếp theo nó sẽ là cái subtotal. Rồi, và cái cột cuối nó cũng sẽ là cái button remove các item. Rồi, đến với cái total thì mình cũng sẽ show ra đây. Format currency và total price. Rồi, continue shopping thì sẽ link về cái trang product click. Rồi, đối với place order on click thì mình sẽ xử lý một vài cái code. Thứ nhất là nó sẽ clear card item đi. Và thứ hai, sau khi clear card thì nó sẽ chuyển về cái trang product click. Để chuyển trang sẽ import thêm một cái view navigate từ React Rotterdam. Rồi, ở đây sẽ là con navigate và view navigate. Và đây nó sẽ là product. Rồi, thử trên browser xem. Rồi, nó đã list ra được cái danh sách. Có thể cộng tăng nè. Có lỗi gì đây nhỉ? Key prop. À, list item trong cái trang checkout nó cần có cái key. Thì trong cái TR này mình phải có cái key là item.id. Rồi, refresh lại. Rồi, hết lỗi. Mình sẽ tăng lên 7 item, 8 item. Thì trên đây nó cũng sẽ tăng theo. Và continue shopping đi. 9. Rồi, mình sẽ check out. Đây nó cũng sẽ hiện ra cái list giống như là trong cái card drop down nè. Tăng lên thì cái total nó sẽ tăng theo. Khi mình play order thì nó sẽ trở về trang product và clear card đi. Card bằng 0. Ok. Thì đó là toàn bộ cái chức năng của cái shopping cart làm bằng cái React TypeScript và cái Contest API. Thì mình sẽ kết thúc cái video này đây. Anh em thấy hay thì cho mình một like cái video và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo về xây dựng blog đơn giản với Next.js sử dụng những cái API mà mình đã xây dựng từ Next.js backend. Tạm biệt anh em.